Giải pháp phù hợp cho sức khỏe của chúng ta đó là thực phẩm chức năng. Trong thời điểm này chỉ có thực phẩm chức năng nhưng phải là loại thực sự tốt và có chất lượng thì mới giải quyết được cái vấn đề mà các anh chị và các bạn đang gặp phải. Vì Hoa là một câu chuyện điển hình về việc đầu tư cho sức khỏe không biết tiết tiền. Hoa dùng thực phẩm chức năng không biết là mấy trăm triệu rồi nữa vì dùng thường xuyên. Các anh chị ạ, dùng thường xuyên và những cái sản phẩm thì nó cũng không hề rẻ tiền một chút nào, đúng không ạ? Và bản thân mình thấy loại nào tốt đối với bản thân mình là mình sẽ dùng. Cho nên giải pháp cho các anh chị và các bạn đó là thực phẩm chức năng. Đến phần này các anh chị hãy thực sự tập trung vào để nghe ạ. Còn đây là giải pháp để giúp các anh chị hiểu được thực phẩm chức năng có tác dụng và vai trò như thế nào, đồng thời là để có kiến thức mà tư vấn cho khách hàng và bệnh nhân của mình hiểu về thực phẩm chức năng. Vì bây giờ 80% người dân đang không hiểu đúng về thực phẩm chức năng. Cho nên ngài Trần Đáng, trước đây là Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam. Các anh chị có biết ngài Trần Đáng không ạ? Thầy là người mà đã đi tuyên truyền cho người dân về thực phẩm chức năng rất là nhiều trong cái chương trình Vì Sức Khỏe Cộng Đồng ấy ạ. Ngày xưa Hoa có đồng hành cùng với lại là các đơn vị như là Bộ Y tế, như là Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, như là Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam ấy ạ. Thì Hoa được nghe rất là nhiều các thầy nói, và các thầy nói một câu mà đến bây giờ Hoa muốn trao gửi cho các anh chị và các bạn ở đây, bao gồm có cả là các dược sĩ hay không phải là dược sĩ. Các anh chị và các bạn hãy nhớ giúp Hoa, các anh chị hãy là những chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ sức khỏe. Hãy tuyên truyền cho người dân hiểu đúng, dùng đúng và làm đúng về thực phẩm chức năng, được không ạ? Còn nếu không, tất cả mọi người đều đang chưa hiểu đúng về thực phẩm chức năng, chưa dùng đúng về thực phẩm chức năng, bao gồm có cả các dược sĩ chủ nhà thuốc ở đây ạ. Cho nên tại sao các chủ nhà thuốc đến với Bảo Minh và nói rằng em học được quá nhiều điều và ý nghĩa, giá trị? Các anh chị có tin không ạ? Những người phải bỏ ra mười mấy triệu, 20 triệu để học khóa học của Bảo Minh, họ cảm thấy quá giá trị với những cái số tiền họ bỏ ra để họ nhận lại được. Thì họ đã được khai thông, đả thông về tư duy là một, đả thông về cái việc bảo vệ sức khỏe, hiểu được về thực phẩm chức năng. Nên là giá trị của cái buổi ngày hôm nay các anh chị và các bạn sẽ thấy nó tuyệt vời như thế nào. Thì thực phẩm chức năng các anh chị sẽ phải hiểu giúp Hoa, đầu tiên muốn cho cơ thể khỏe được, bắt buộc các anh chị phải thanh lọc, đào thải các chất dư thừa trong cơ thể của mình đã, được không ạ? Bước đầu tiên của việc sử dụng thực phẩm chức năng. Nhưng còn đến 90% các anh chị ở đây đang tập trung vào bổ. Hãy nhớ giúp Hoa ba từ khóa: thanh, điều, bổ thì mới phòng được bệnh và cải thiện được bệnh. Nên là 90% các anh chị và các bạn ở đây chỉ tập trung vào cái bổ thôi. Nhưng hãy nhớ giúp Hoa, cái từ bổ nó đứng thứ 3. Nhớ giúp Hoa, cái từ bổ nó đứng thứ 3. Nhưng mà hầu như các anh chị cứ cái gì bổ béo là dùng, thế là bố mẹ ốm yếu là cái gì bổ là mang về cho bố mẹ dùng, nhưng không hiểu một điều rằng cơ thể của bố mẹ các anh chị đang quá nhiều độc tố, đang quá là bị mất cân bằng về dinh dưỡng, đang bị là gì thiếu đói về các tế bào, và độc tố nó bám phủ rất nhiều trong cơ thể, trong lục phủ ngũ tạng của bố mẹ các anh chị và cả các anh chị ở đây rồi. Nhưng chúng ta không bao giờ biết thanh lọc và điều chỉnh, đúng không ạ? Thanh lọc trước rồi điều chỉnh sau đó mới bổ sung. Nên là ngày xưa Hoa được học đi học lại cái nội dung này rất là nhiều. Hãy thanh lọc trước, sau đó điều chỉnh để rồi mới là bổ sung. Anh chị muốn cho ai sử dụng thực phẩm chức năng, hãy tư vấn cho họ thanh lọc và điều chỉnh các cơ thể của mình trước đi đã. Thanh lọc bằng cái gì? Giải độc gan có không ạ? Những loại nào mà liên quan đến giải độc gan, rồi là gì ạ? Đào thải độc tố trong thận, rồi trong đường ruột, đặc biệt là đường ruột nha. Lát nữa Hoa sẽ nói cho các anh chị là cái độc tố cần phải thanh lọc gồm có những cái hệ gì đấy. Đấy, nhưng các anh chị phải nhớ giúp Hoa theo ba cái quy trình. Một là thanh là thanh trừ, là đào thải các chất dư thừa. Điều là điều chỉnh và điều hòa các hệ trong cơ thể đang bị mất cân bằng, đặc biệt là vấn đề âm dương nhá. Nên là anh chị nào mà không cân bằng được âm dương thì phải điều chỉnh nó lại bằng cách đó là quan hệ tình dục đều đặn thường xuyên, còn nếu không bổ sung thực phẩm chức năng đó là đông trùng hạ thảo, được không ạ? Anh chị có hiểu được cái từ điều chỉnh chưa ạ? Điều chỉnh để cho nó doa lại, vít lại các cái chức năng của chúng ta đang bị lung lay lỏng lẻo, bị tổn thương, bị hư hỏng ấy. Sau đó chúng ta mới là bổ sung các cái dưỡng chất, cái dinh dưỡng đang bị thiếu hụt vào cho cơ thể. Cho nên là đào thải những cái gì ạ? Mỡ thừa, đường thừa, có không ạ? Đạm thừa, độc tố thừa, rồi là bổ sung các cái chất như là vitamin, khoáng chất, axit amin, protein, canxi, những cái chất đấy là cần phải bổ sung. Để làm gì? Để khôi phục các cái chức năng của tế bào mô. Sau đó là các cơ quan chức năng cũng sẽ được khôi phục và các hệ cơ quan cũng sẽ được khôi phục. Lúc đó bệnh sẽ được đẩy lùi. Cho nên Hoa muốn hỏi các anh chị và các bạn một câu: thuốc là để cứu bệnh hay chữa bệnh ạ? Trả lời giúp Hoa câu này các anh chị.
Đúng, chính xác là thuốc để cứu bệnh. Nhưng cũng vẫn có rất nhiều người nói là để chữa bệnh, thuốc là để chữa bệnh. Nhưng không phải, thuốc chỉ để cứu bệnh thôi các anh chị. Còn để chữa thì nó phải là từ gốc rễ. Đấy, chữa được cái gốc, cái rễ của nó. Cho nên Hoa hay lấy cái ví dụ cho các dược sĩ để giải thích cho khách hàng, cho các bệnh nhân đó là gì? Thuốc nó ví như cái cầu bắc qua cái hố. Các anh chị có tưởng tượng giúp Hoa được không ạ? Ở đây không có bảng á, nên Hoa không viết được cái hố bệnh như thế nào và cái cầu bắc qua ra làm sao. Cái thuốc nó sẽ giống như cái cầu bắc qua cái hố bệnh. Cho nên nếu như ai đó đang bị bệnh thì thuốc chỉ giống như cái cầu để bắc qua cái hố thôi, tức là chúng ta đi qua thôi, chứ nó không giải quyết được cái hố bệnh. Nó không giải quyết được hố bệnh cho nên bệnh vẫn còn đó. Và vì thế nó không gọi là chữa bệnh được mà nó chỉ là cứu bệnh thôi. Nên hãy nhớ giúp Hoa để giải thích cho bệnh nhân là thuốc nó chỉ có tác dụng cứu bệnh thôi, chứ không chữa được bệnh. Bởi vì nếu như nó chữa được bệnh thì các cái vấn đề về huyết áp hay tim mạch hay tiểu đường ấy ạ, nó phải chữa được dứt điểm chưa ạ? Đúng không? Nhưng nó chỉ là cái cầu bắc qua cái hố thôi, chỉ để giải quyết cái triệu chứng của nó thôi. Có nghĩa là có triệu chứng nào thì thuốc tây nó sẽ giải quyết cái triệu chứng đấy. Đau thì nó sẽ làm cho hết đau, đúng không ạ? Huyết áp đang cao thì nó làm cho hạ xuống, hết thuốc nó lại tăng lên, đúng không ạ? Tim mạch cũng như vậy, uống thuốc để ổn định nhịp tim, hết thuốc nó lại loạn nhịp tim. Đúng không ạ? Cho nên là hiểu giúp Hoa cái vấn đề này nhớ. Các anh chị, một số các anh chị đã hiểu rồi thì không nói, nhưng một số các anh chị chưa hiểu thì hãy hiểu giúp Hoa là thuốc chỉ có tác dụng cứu bệnh chứ không có tác dụng chữa bệnh. Chữa bệnh phải là chữa được cả cái hố của nó cơ. Và giải pháp cho những bệnh mãn tính không lây đó là thực phẩm chức năng để đổ vào các cái hố bệnh đấy. Và nếu như ai đổ càng nhiều vào thì cái hố bệnh nó càng ngày càng đầy lên, và có một ngày đẹp trời nó sẽ lấp được cái hố bệnh đấy thì bệnh nó sẽ đẩy lùi. Và đó là lý do tại sao thực phẩm chức năng nó lại khôi phục được các bệnh mãn tính không lây. Nếu như chúng ta kiên trì dùng thực phẩm chức năng thì nó sẽ bổ sung được, làm cho tế bào của chúng ta được đầy đủ, được tròn trịa, đúng không ạ? Tế bào mà nó được tròn trịa, nó không bị méo mó, không bị biến dạng nữa, thì cái tế bào mô nó sẽ được khôi phục, thì cơ quan nó sẽ được khôi phục và hệ cơ quan được khôi phục, từ đó bệnh sẽ được đẩy lùi. Và đấy là lý do mà Hoa đã cải thiện được sức khỏe của mình rất nhiều, từ một người ốm đau bệnh tật, sức khỏe mất đi, gần như kiểu gia đình chán hẳn luôn rồi ấy. Vì nó có nhiều bệnh mà cứ phải đi nằm viện suốt. Các bạn có thấy rằng là bây giờ người thân của các anh chị mà đi viện nhiều có chán không? Chán tới tận cổ luôn. Vì sao? Vì tốn tiền, vì mất công là đi chăm nom, không làm được cái gì nữa. Thì một tháng này không sao, nếu cứ quanh năm suốt tháng như vậy thì có sao không ạ? Đầy sao luôn, ngàn sao luôn, có không? Nên là cuối cùng thực phẩm chức năng đã giúp cho Hoa thay đổi được và cải thiện được vô cùng nhiều. Đặc biệt là cái tư duy về vấn đề chăm sóc sức khỏe của Hoa đã được nâng lên. Đấy là lý do mà Hoa có thể tạo được động lực và truyền được cảm hứng cho rất nhiều các dược sĩ đến với Bảo Minh. Đó, và ngày hôm nay các anh chị mà có cơ duyên để nghe nội dung này, và Hoa mong rằng là nó sẽ là một cái hành trang cho các anh chị để tư vấn cho khách hàng, cho bệnh nhân của mình. Nên là thuốc, hãy nói lại với khách hàng, bệnh nhân của mình, nó chỉ có tác dụng cứu bệnh thôi. Nó giống như cái cầu bắc qua cái hố thôi á. Nó chỉ giải quyết cái triệu chứng thôi. Đấy, hết thuốc thì nó lại bị. Nên tại sao có nhiều người bảo ôi giời, cô uống một thời gian sau nó lại bị? Bởi đúng rồi, đấy là điều bình thường cô ạ. Đúng không ạ? Thuốc nó chỉ có tác dụng cứu bệnh thôi. Còn bây giờ cô muốn là gì ạ? Khôi phục được các cái tổ chức tế bào của cô thì cô phải dùng thực phẩm chức năng. Đúng không? Mà dùng thực phẩm chức năng thì nó không phải ngày 1, ngày 2 mà nó là cả 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm cơ các anh chị ạ. Dùng thường xuyên, dùng trường kỳ kháng chiến, dùng đến cuối đời luôn. Nên Hoa bảo rằng là Hoa dùng sẽ là từ giờ đến lúc chết. Có điều kiện như thế nào, Hoa sẽ dùng như thế. Đúng không ạ? Và sẽ cố gắng nỗ lực để làm gì? Để có tiền mà dùng. Nên các anh chị đừng có nói rằng là chị Hoa có điều kiện thì còn dùng được, chứ em chả có tiền lấy đâu ra mà dùng. Thế nó lại phụ thuộc vào cái sự nỗ lực và cố gắng học của các bạn thôi. Đúng không ạ? Phải học mới có tiền chứ đừng đợi có tiền mới học. Quan điểm của Hoa là như vậy và học viên của Hoa là như thế. Các bạn ấy luôn luôn hiểu một điều rằng là phải học mới có tiền chứ đừng đợi có tiền thì mới học. Đấy là tư duy cực kỳ lệch lạc luôn nhá. Đó. Thế đừng đợi em khỏe em mới làm việc này, mà hãy làm việc này đi để cho nó khỏe. Đúng không? Đó là một trong những cái thuộc về phải thay đổi cái tư duy của các anh chị rất là nhiều. Nên tại sao khóa học của Bảo Minh nó tổng hợp là gì? Là chuyên, là tâm, là tư đấy ạ. Chuyên là gì? Là chuyên môn, là nhóm thuốc, là bệnh, là kê đơn đấy ạ. Rồi là chuyên nghiệp trong quá trình bán hàng, trong lời nói của các anh chị như nào. Tâm là gì? Là tâm thái, tâm lý, tâm linh. Đấy, mỗi cái buổi học đấy nó dài lê thê như một cơn mê luôn. Rất nhiều người không có chịu học, có không ạ? Rồi là gì ạ? Tư, là tư duy để kinh doanh và để tư vấn bán hàng. Đấy là ba cái từ chìa khóa mà các bạn đến với Bảo Minh các bạn bắt buộc phải nhớ. Đó là chuyên, đó là tâm, đó là tư. Thanh lọc những cái độc tố trong cơ thể. Vậy thanh lọc những cái hệ như thế nào? Thì bây giờ lại xin mời các anh chị và các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu nốt. Vậy cái lý niệm bảo vệ sức khỏe là gì? Đầu tiên là thanh, sau đó là điều,
sau đó là bổ rồi mới phỏng, được không ạ? Nên là nguyên lý của các anh chị và các bạn dùng thực phẩm chức năng phải giải thích cho bệnh nhân là cô phải thanh lọc các độc tố gây hại trong cơ thể đã, là phải dùng những cái giải độc trước đã, những cái loại nào nhà anh chị bán để giải độc được thì bán, thì tư vấn cho họ dùng một cái đợt thanh lọc trước đã, đúng không ạ? Và thanh lọc cái đầu tiên là các anh chị phải thanh lọc cái gì? Đường ruột là đầu tiên. Đường ruột là đầu tiên ạ, vì uống cái gì, ăn cái gì nó vào đường ruột hết mà, chứ không phải là những cái hệ khác. Chúng ta phải thanh lọc đường ruột trước đã. Vậy thanh lọc đường ruột bằng cái gì? Đó, thì các anh chị và các bạn sẽ lấy chất xơ để thanh lọc cho họ, để cho đường ruột của mình nó được sạch trước đã. Thì bản thân Hoa luôn lấy cái viên xơ thực phẩm để thanh lọc đường ruột của mình đầu tiên. Và cái chất xơ đấy nó rất là quan trọng để làm cho đường ruột của mình sạch. Đường ruột của các anh chị khỏe thì cơ thể mới khỏe. Và đặc biệt da mặt của các anh chị có đẹp hay không cũng phụ thuộc vào đường ruột của các anh chị có sạch hay không. Nám ấy ạ, rồi là tàn nhang ấy ạ, tất cả những cái đó phụ thuộc vào cái đường ruột của các anh chị rất nhiều. Ngoài ra nó còn có cả những cái nội tiết thì Hoa không nói làm gì rồi. Nhưng các anh chị có biết là tại sao rất là nhiều các diễn viên điện ảnh mà họ có cái làn da rất là đẹp không ạ? Vì mỗi một năm họ sẽ phải đi rửa ruột 1 đến 2 lần bằng công nghệ sinh học, chứ không phải là bằng cách như chúng ta thụt rửa để phẫu thuật cái gì đó đâu nhá. Đấy, chúng ta mà rửa bằng cách đó thì nó sẽ làm tổn thương rất là nhiều đến cái lớp vi nhu mao trong đường ruột của chúng ta. Đấy, thì nó sẽ không tốt cho đường ruột. Nhưng mà họ sẽ đi rửa ruột bằng công nghệ sinh học thì nó sẽ không bị tổn thương đến các cái hệ vi nhu mao, đúng không? Cái lớp vi nhu mao trong đường ruột của mình ý. Cho nên là đường ruột mà sạch thì cơ thể nó sẽ được khỏe và da của nó sẽ đẹp hơn. Nên là Hoa không trắng, và bản chất là da của Hoa nó ngăm đen bởi vì sao Hoa không quan tâm đến cái việc là chăm sóc ở bên ngoài bằng cách là bịt bọc hay là dưỡng da hay các thứ. Ở kem chống nắng cũng không dùng luôn cái mùa này. Cho nên là các bạn ấy bảo chị Hoa những người cổ ấy. Vì sao? Vì vấn đề là chăm sóc bên ngoài là Hoa không có tập trung lắm, Hoa chỉ là tập trung ở bên trong thôi, hướng nội bên trong. Cái da của mình mặc dù là không được sáng theo kiểu là trắng đấy ạ, nhưng mà được cái là da rất là mịn và nhẵn, tàn nhang hay là nám thì cũng không nhiều. Mặc dù đến thời điểm này là gần 40 tuổi rồi các anh chị, ở trên máy tính này các anh chị nhìn chả thấy đâu, nhưng ở bên ngoài thì vẫn có một số ít tàn nhang và nám. Nhưng đến gần 40 tuổi mà cái da mà được như vậy cũng là điều rất là tuyệt vời rồi, có không các anh chị? Rất là nhiều người còn nám này, còn mụn này, còn tàn nhang này, rất là nhiều các vấn đề đấy. Nên là chúng ta sẽ cần phải thanh lọc đường ruột trước. Thì nó có rất là nhiều các loại thanh lọc. Thanh lọc bằng chất xơ, bằng những cái loại nào, tóm lại là các anh chị thấy loại nào để có thể thanh lọc được thì thanh lọc. Nhưng với cá nhân Hoa thì Hoa hay dùng cái chất xơ. Chất xơ đấy nó đi vào trong cơ thể, sau đó là chúng ta uống nhiều nước vào thì nó sẽ nở bung ra, và nó giống như kiểu là cái chổi quét toàn bộ cái độc tố trong đường ruột của mình ra ấy ạ. Nó giống kiểu ăn lương khô ấy, các anh chị đã từng ăn lương khô chưa? Ăn cái lương khô vào xong uống nước vào bắt đầu nó nở bung ra thì nó quét những cái độc tố trong đường ruột của mình ấy. Đấy, thì bản thân Hoa vẫn hay dùng chất xơ đấy. Và đôi khi là các học viên của bọn mình là thấy chị Hoa dùng là bắt đầu cũng hỏi chị Hoa dùng cái gì. Đúng không? Bởi vì nhà thuốc thì nhiều khi chúng ta không bán những cái loại đấy, hay là bán nhưng mà nó không hiệu quả cao chẳng hạn. Đấy, thì bản thân Hoa thấy cái giá trị của cái viên xơ thực phẩm đấy nó rất là ý nghĩa. Dùng các bạn nhá, nếu như mà ai chưa từng thanh lọc và điều chỉnh cái đường ruột của mình á, thì khi các anh chị dùng chất xơ ấy á, các anh chị sẽ cảm thấy nó thôi thúc, nó vần vũ, nó muốn đi vệ sinh, và nó đi vệ sinh ra rất là nhiều phân luôn. Nên là đường ruột của chúng ta nó bẩn, nó nhiều độc tố, thì khi chúng ta dùng cái đấy vào nó đi, nó đẩy được ra rất là nhiều, và đi xong chúng ta cảm thấy nhẹ bẫng người luôn. Cho nên là có những cái giai đoạn ấy, bản thân Hoa là dùng để thanh lọc nha. Và trong cái thời điểm thanh lọc này là Hoa không ăn những cái loại là đạm đường mỡ hay là cơm, Hoa không ăn. Một là ăn rau, hoa quả, đấy, hai là ăn cái chất xơ đấy vào uống nước thì là sẽ là thanh lọc được cho cơ thể của mình. Nên là bạn nào mà muốn thanh lọc đường ruột đầu tiên thì dùng chất xơ. Chất xơ nó được ví như công nhân vệ sinh đường ruột. Hãy nhớ giúp Hoa, công nhân vệ sinh đường ruột là quét dọn những cái độc tố trong đường ruột của mình đấy ạ. Mà đường ruột thì nó có khó để quét dọn không các anh chị? Cái đường ruột nó ngoằn nghèo, nó gấp khúc rất là nhiều. Thì những cái nếp gấp của cái đường ruột của chúng ta là cái chỗ mà nó bám nhiều độc tố nhất. Đó, thì chúng ta phải dùng những cái loại chất xơ chuyên biệt để đào thải. Còn nếu mà chất xơ đơn thuần theo kiểu bổ sung chất xơ thì không ăn thua đâu. Đấy, phải là những cái chất xơ chuyên biệt. Mà chất xơ thì nó lại có hai loại, một là chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ hòa tan ấy là cơ thể của chúng ta đỡ phải chuyển hóa thì nó sẽ làm cho chúng ta hấp thụ được tốt hơn, thanh lọc được nhiều hơn. Thì đấy là cái đầu tiên là đường ruột chúng ta phải thanh lọc nha. Rồi là cái trong mạch máu của chúng ta nó có nhiều các cholesterol bám phủ không ạ? Các cái mỡ máu ấy ạ, nó bám phủ ở trong cái đường gọi là mạch máu của chúng ta đấy ạ. Đấy là lý do tại sao mà huyết áp cao ấy có không, rồi là những người bị tắc nghẽn động mạch vành đấy, hẹp hở lọ kia đấy, là bởi vì độc tố các cholesterol bám phủ trong thành mạch của chúng ta quá nhiều. Nên là ngoài đào thải đường ruột ở hệ gì á, hệ tiêu hóa ra, thì còn có hệ tuần hoàn, có không ạ? Hệ xương khớp, rồi là hệ gì nữa, hệ nội tiết, rồi là hệ sinh sản, rất là nhiều các hệ. Lát nữa Hoa sẽ nói cụ thể về các hệ luôn. Thì việc đầu tiên của các anh chị là phải thanh lọc các độc tố gây hại trong cơ thể, rồi là điều hòa cân bằng cơ thể, bổ là bổ sung dinh dưỡng hợp lý, và cân bằng là bổ sung các vitamin đấy ạ. Thì từ đó sẽ dẫn đến là cơ thể của chúng ta được phòng bệnh. Được phòng bệnh là nó sẽ nâng cao khả năng miễn dịch,
để cơ thể có thể chữa bệnh và dẫn đến là khỏe mạnh hơn. Cho nên theo đúng cái lý niệm bảo vệ sức khỏe ngày hôm nay chúng ta học là phải theo thanh, điều, bổ thì nó sẽ phòng bệnh được. Được chưa ạ? Anh chị nhớ được cái lý niệm này chưa ạ?